Một vụ mất tích bí ẩn, lật tung thế giới tìm kiếm trong vô vọng. 20 năm sau, sự trở về kỳ diệu của phép màu. Manh mối động trời dần được tiết lộ. Sự trở về của Lucas đánh dấu bước đột phá ngoạn mục của dòng phim Nam Mỹ trên thị trường điện ảnh Việt, hứa hẹn mang đến phút giây bấn loạn cho khán giả xem truyền hình. Khởi chiếu ngày 20 tháng 3, từ thứ 2 đến thứ 5, chỉ có trên kênh Hà Nội 1 vào lúc 20:50.